Xin chào tất cả các anh em đã đến VDH Audio. Hôm nay thì trong cái chương trình video này thì tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả các anh em một cái loại mỡ hàn. Thì đối với mỡ hàn mà dành cho tất cả những anh em nào mà đam mê hay là hay vọc các cái thiết bị điện tử hoặc là các cái thợ mà hàn thường xuyên về các cái linh kiện điện tử thì không thể thiếu đó là cái món mỡ hàn. Cái mỡ hàn này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình hàn được dễ dàng hơn, và nó sẽ tạo ra được một cái mối hàn đẹp và trơn và đều hơn. Thì đó là một cách mà tại sao mà chúng ta thường hay sử dụng mỡ hàn để hỗ trợ trong quá trình hàn. Theo cá nhân của tôi đánh giá là tốt, đứng hàng đầu do Trung Quốc sản xuất. Thì cái mỡ hàn này như đây thì chúng ta cũng thể nhìn thấy là cái mỡ hàn này tôi đã sử dụng được. Nó cũng là 100g, cái này cũng là 100g, trọng lượng của nó là 100g. Và cái này cũng vậy, mà cái này tôi đã sử dụng tới cũng con gà của nó là sử dụng cái lọ này là đã tới 4 năm mà tôi hàn liên tục luôn. Đây vẫn còn và đến bây giờ tôi vẫn dùng. Đấy. Và chất lượng của nó vượt trội hơn tất cả các cái loại khác. Cái mỡ hàn này thì nó có cái màu hơi mù nâu và cái mỡ của nó rất là mềm. Cái mỡ hàn của nó rất là mềm. Còn một số các cái dòng khác thì mỡ hàn của nó cực kỳ rất là cứng luôn. Đây là một cái tấm bảng PCB đi. Bình thường thì mua các cái mỡ hàn này chúng ta hàn không thì bao giờ nó cũng rất là khó hơn. Nhưng mà khi bôi mỡ hàn vào thì chúng ta chấm một cái nó sẽ bám ngay và nó tròn luôn. Ở đây thì tôi sẽ dùng một cái dây điện đơn giản để ví dụ cho anh em. Cái tiêu chí mà tôi bán hàng những cái loại này là tôi đã trải nghiệm qua rất là nhiều. Và tôi nhập trực tiếp của nhà máy luôn. Và hàng của nó là hàng chính hãng nhé, của hiệu con gà. Đây của Trung Quốc nó sản xuất là hiệu con gà này. Anh em khi mua hàng là chú ý là cái hiệu con gà này. Ở trên cái con gà này là nó óng ánh nhá, màu vàng nhá, đỏ vàng nhá, nó óng ánh thế này này. Vì đây là hàng thật. Còn một số các cái hàng khác nó giá nó rẻ nhưng mà thật sự được chất lượng nó kém. Nó kém thật. Đây thì ví dụ đây là một cái loại này bình thường người ta hàn mà hàn thiếc vào đó. Nếu chúng ta mà sử dụng mà thiếc vào hàng rất là khó. Sau khi tuốt dây ra thì chúng ta có thể bôi một ít mỡ hàn vào đây. Chỉ một ít mỡ hàn đều vào đây phát. Đây đơn giản thế này thôi. Ta sẽ thực hiện khi hàn đó, là nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Dễ rất là nhiều luôn. Ta chỉ cần kéo một phát thế này là tự nhiên. Tại đây thì tôi vừa chỉ cần chấm cái mỡ hàn vào, cho thiếc vào một cái là tự nhiên nó đều hết. Và cái thiếc nó đi và bám rất là chắc chắn luôn. Và tạo được cái độ thẩm mỹ và rất là dễ hàn. Bình thường mà chúng ta nó hơi khó thế này thì chúng ta chỉ cần bệt một chút cái mỡ hàn vào đây thì khi quá trình mà hàn thì nó rất là dễ luôn. Đấy, cực kỳ rất là dễ, nó bám rất là đều luôn và nó rất là nhanh luôn. Đấy, tôi ví dụ này, đây nó bám liền luôn, rất là bám luôn, nó bám một phát rất đều luôn và đẹp luôn. Bám rất là nhanh và rất là dễ. Quá trình mà sử dụng nó tốt cho nên là tôi đã phải nhập những cái số này về để phục vụ cho một số khách hàng. Thì tất cả những cái loại mỡ hàn này thì tôi về rất là nhiều, rồi nó về đâu tầm được mấy trăm hộp thế này thì những anh em nào mà cần đặt ấy, thì liên hệ đặt và nhắn tin vào trực tiếp, gửi họ tên này, địa chỉ và số điện thoại vào trong tin nhắn hoặc là nhắn vào trong Zalo, chỉ cần như vậy thôi đặt một cái mỡ hàn thế này. Chúng ta sẽ có được một cái lọ mỡ để chúng ta sử dụng. Video này thì tôi cũng xin phép dừng tại đây. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã tranh thủ bớt thời gian theo dõi cũng như là quan tâm những cái sản phẩm này thì liên hệ tiếp để đặt hàng.